Xin chào các bạn. Đây là model CTI 1000 dòng VAO. VAO ở đây là dòng xuất tín hiệu có analog từ 0 tới 10V. Model này được sản xuất bởi Curiotech Hàn Quốc. Về thiết kế của đầu cân thì nó không khác biệt gì với so với những model khác của cái dòng series này. Tuy nhiên nó khác biệt duy nhất ở đây là cái cổng analog và ký hiệu nó sẽ nốt lên trên cái đầu cân này. Đây. Rồi, nó là CTI 1000A. Nó sẽ tiếp vào đây là VAO. Ví dụ SN. Rồi cho phần lốt xeo. Ở đây còn nhiều cái option khác, ví dụ giống như EAO, Relay, RS45, tất cả là option. Bạn thấy dấu tích ở đây là tích nó có option sẵn bên trong. Về sử dụng thì đầu cân này sử dụng nguồn 220V, cắm sử dụng nguồn 220V trực tiếp. Đầu cân này về căn bản thì hiển thị khối lượng và có VAO, đồng thời có RS232. Còn RS485 hay là control này thì nó là option. Về mặt thiết kế nó sẽ có cái thanh ray này để gắn vào tủ hệ thống. Đây về mặt trước của cái đèn nền thì ví dụ giống như mặt trước này chúng ta thấy ở đây cái đầu cân này, đây nó có một cái lớp màng để bảo vệ chống trầy cái màn hình. Là đây là model CTI 1000. Rồi đây nó có một cái số nhỏ ở đây, số thì đây là màu số led đỏ. Ở đây này là thiết kế nhỏ gọn, có thể bỏ tủ hệ thống gọn đó các bạn. Và đây là series có VAO.